Đây, bé này đây. Đây là một bé đang bắt đầu thực hiện cái ghé mắt nhìn đến người khác đây. Con đây, mau lên con. Đây này, đứng trên này. Cầm chắc vào. Con có cái gì đây? Con heo. Ơi, con heo. Con heo có gì trong đó? Có tiền. Tiền để làm gì? Để cho người nghèo. Rồi, cho một chàng hoa tay và hano một bé. Bé để kia con, để dưới chân Chúa. Để đó, để đó. Để đó, để bên dưới. Để xuống. Rồi, con tên gì? Nguyễn Phúc Mèn. Con mấy tuổi? 4 tuổi rưỡi. 4 tuổi rưỡi. Ồ, con nhớ 4 tuổi rưỡi học lớp mấy? Học lớp 4. Lớp 4. 4 tuổi rưỡi học lớp 4. Rồi mai mốt, mốt con có đi tu không? Không. Rồi, rồi con được chia sẻ cho mọi người coi. Rồi đi con. Dạ con chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con tên là Madalena Trang Thúy Hằng. Con là kẻ tội lỗi ạ. Vâng, con là kẻ tội lỗi. Một tràng pháo tay chào kẻ tội lỗi. Vì nếu mà ai mà lên đây bảo con là kẻ đạo đức thì tôi mời đi xuống. Con là kẻ thánh thiện thì tôi mời đi xuống. Vì chẳng có ai đạo đức, chẳng có ai thánh thiện. Tất cả chúng ta đều là kẻ tội lỗi. Thì Chúa mới ghé mắt nhìn. Vì tội lỗi cho nên Chúa mới chạy lòng thương. Còn nếu mà nghênh nghênh ngang ngang, Chúa không ghé mắt nhìn, Chúa không chạy lòng thương đâu. Đó là một cái ơn thứ nhất, là biết mình là kẻ tội lỗi. Đó là một ơn. Ơn thứ hai. Dạ con được Chúa gửi đến cho con một cái căn bệnh là ung thư tuyến giáp ạ. Và khi đó mẹ con có nhắn tin cho cha và nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì khi đó thì con rất là bình an để đi chữa bệnh và lên gặp bác sĩ. Bác sĩ nói là có vô hóa chất hay không vô thì cũng không sao. Nhưng mà con vẫn chọn cái con đường là vô hóa chất để rồi sau đó là con khỏe mạnh và bây giờ là con hết bệnh rồi. Rồi, thế nào? Tôi nói anh chị em cầm cái lục lục xuân lên nói ha, nói là hallelujah, anh chị em tặng anh Chúa với lục xuân lên nha. Hallelujah! Hallelujah! Rồi. Và không lâu sau thì con đã quên đi cái hồng ân của Chúa cho con. Rồi con cứ bỏ nhà thờ, con bỏ nhà thờ 13 năm ạ. Con bị bệnh bao nhiêu năm? Dạ, con bị bệnh từ năm 2014. Và sau đó một năm sau thì con khỏe. Rồi cái con cũng quên luôn Chúa luôn. Rồi cho đến năm 2018, tháng 10 năm 2018 thì là Chúa lại ban cho con một cái biến cố nữa là con bị thoát vị đĩa đệm và cộng thêm nữa là bị xơ phổi. Rồi sau đó cái mẹ con cũng nhắn tin cho Chúa, rồi cho cha. Rồi con cũng, mẹ con cũng dẫn con lên đây để nhờ cha đặt tay và viết đơn xin khấn. Rồi khi mà con về thì con khỏe hoàn toàn luôn, con không còn bị mệt và đi đứng cũng bình thường trở lại. Hallelujah! Mười mấy năm con bỏ Chúa? Dạ con bỏ Chúa từ năm 2005 ạ. 13 năm trời bỏ Chúa. Mặc dù Chúa ban ơn cho mình thoát khỏi những căn bệnh nan y như vậy, chúng ta thấy nếu mà Chúa không ghé mắt nhìn, nếu Chúa không rủ lòng thương, cô ấy còn sống tới giờ này không? Không. Và Chúa ghé mắt nhìn, Chúa rủ lòng thương và Chúa ban bình an cho cô ấy, để hôm nay cô ấy mới mạnh dạn đứng lên đây mà chia sẻ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Lộc Xuân thì con có rồi, đây cha gửi tặng con một đề can là Đức Mẹ ban ơn, để xin mẹ ban bình an xuống cho con trong năm mới này nha. Và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, nó món quà mà Đức Mẹ ban tặng cho con, vì hôm nay là ngày bùn đầu năm, mẹ là mẹ Thiên Chúa. Rồi, xin mời hai bé đây đây con. Lên đây, 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 Mộng. Đức Mẹ sinh ra Hải Nhi Giê-xu